Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày đầu năm mới phải nói rất nhiều các anh các chị các cô chú tất cả các tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em chị Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là rất nhiều các em trai phải nói rất nhỏ nhưng mà đã đi theo phải nói là các chị gái rất lớn tuổi gọi là các em trai này muốn lái máy bay. Đó, nhiều khi là các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận và nghe cái thông tin phải nói thực sự là cũng rất nhức nhối. Bởi vì không biết là xã hội hiện nay phải càng hiện tại thì các chị hoặc các em gái lại cứ bỏ chồng hoặc bỏ gia đình, thậm chí nhiều em trai bỏ vợ. Nhưng đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào chị gái nhé. Chị có thể chị giới thiệu chị tên gì? Chị tên Thị Cẩm Lai. Thị Cẩm Lai. Dạ. Chị nhiêu tuổi rồi? Chị sinh năm 80. 44 tuổi nha. Dạ. Rồi chị nguyên quán ở đâu? Quê quán chị ở An Biên, thị trấn thứ ba An Biên, Kiên Giang. Kiên Giang xa vậy hả? Rồi hôm nay chị đi về đây cùng với ai? Cùng với thằng con rể. Con trẻ hả? Rồi vậy là hai mẹ con về đây tìm ai đây? Tìm con gái và vợ của con rể. Ồ, chị chẳng biết là con gái chị họ tên là gì? Con gái chị tên là Danh Thị Như Huỳnh. Văn Thị Như Huỳnh. Danh. Danh Thị Như Huỳnh nha. Con gái chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh 2007. Ồ, năm nay 17, 18 tuổi hả? Vậy là con chị tại sao mà phải đi đâu mà gia đình mình phải đi tìm? Hai vợ chồng đi lên Bình Dương làm mới được, vô công ty làm được 12 ngày. Ồ, mới có 12 ngày? Dạ. Dạ, vậy là con chị đi đâu? Đi hồi chị ở dưới quê lên, thằng con rể chị điện về kêu là nói mẹ ơi con đi làm về không thấy vợ. Ừ. Rồi chị nói hỏi làm sao là không thấy vợ, nói con cũng không biết nữa. Rồi mới là xúm nhau mấy anh em đó trên này cũng đi làm trên này cũng đông lắm. Ừ. Mới nghỉ ra tìm, đi về hỏi coi lại công ty hỏi đó. Ừ. Thì nói là nó với thằng làm chung đó nghỉ chung một lúc. Thằng làm chung công ty với nó. Ồ. Đó rồi thành ra rồi xúm nhau hôm qua đi kiếm. Tại vì con chị ai nghỉ chung cái người làm chung công ty với con gái chị? Cái thằng dẫn con gái chị đi nè. Là nghỉ làm chung luôn. Là nghỉ chung luôn. Dẫn mà đi. Làm chung mà nghỉ chung luôn. Dạ, chung chung một buổi chiều đó luôn. Ôi trời ơi. Bây giờ cái người đàn ông bao nhiêu tuổi rồi? Đàn ông đó nhiêu tuổi trong giấy cái tạm hai chú mấy không? Không biết nữa, chị mới đi xin giấy tạm trú được chị chưa coi nữa. Nhưng mà sao chị lại có cái hình của người ta? Tại vì chị đi đi điều tra đó chứ, chỗ nó ở đó. Rồi bắt đầu mới được cái hình với tạm trú chủ trọ người ta cho luôn. Ôi giời ơi, vậy là đưa vợ lên quê lên thành phố là mất vợ luôn à? Trời ơi, phải mà con chị nó lên đây lâu đâu mới có được vô công ty nó 12 ngày thôi. Ôi giời, cua đồng mòn đường nhựa, đòn đường dầu này là hỏng rồi. Nói gì chị, giờ chị không biết nói sao. Ê, con chị là cưới lâu chưa? Con chị cưới năm nay nữa 2 năm rồi. Ôi giời, cưới sớm vậy, sao mình lấy chồng cho con sớm vậy? Chị cũng không có ép cháu, tại vì duyên nợ của nó thì chị cũng không có cản được, nó thương quá. Sao không chờ một vài năm nữa đi cho nó cứng cáp tí, nhỏ bởi quá. Mà giờ nó cũng hai vợ chồng nó sống rất là hạnh phúc. Ừ. Nó chứ không phải là gầy gà gì hết, không có gầy. Ê. Gà gì hết. Vậy là con gái với con rể chị với lại chị là có sống chung nhà không? Không, nó sống bên chồng đó. Ồ, có gần chỗ chị ở không? Cũng gần, cách nhau cỡ một cây ngoài. Thế gần đây nhất là con gái chị có tâm sự gì với chị là buồn chồng không? Không, hai chồng rất là vui. Ừ. Tối đó ngủ ôm nhau tới sáng chồng nói ôm nhau giỡn bình thường, ngày chủ nhật giời, là vẫn ăn ngủ, uống rồi vui vẻ lắm. Ngủ mà ôm nhau thì sướng lắm nhỉ. Ờ, rồi giờ. Sao mà buổi sáng vẫn đi làm người nào cũng đi hết tới chừng trưa cái rồi đi mất tiêu buổi trưa luôn. Đi đến giờ phút là mấy ngày rồi chị? Bữa thứ hai chứ, bữa nay là thứ tư rồi. Ôi, mới đi hả? Mới đi, bữa nay nó ba. Chắc con chị đi đâu sao? Không, chị đi điều tra ra là thằng đó nó dẫn con chị đi. Dắt đi luôn hả? Dẫn đi luôn đó. Tại vì nó mới trả phòng trọ chủ. Cái trọ. Người đàn ông ở quê ở đâu? Chị biết không? À, trong cái giấy tạm trú thì ở Ba Hòn, Kiên Lương. Kiên Lương là ở đâu? Kiên Giang mình đó cưng. Kiên Giang luôn à? À? Vậy cùng quê chị à? Cùng quê nhưng mà xa lắm, cách nhau cũng cả trăm cây. Ôi giời ơi, dạ. Cái tỉnh Kiên Giang rộng vậy hả? Rộng lắm anh. Ây da, dạ. Cách nhau trăm cây số dạ. Mà vẫn tìm được nhau. Không, nó lên đây làm luôn. À làm vậy chung hả? Một công ty với nhau. Vậy là gặp nhau trên này chứ không phải gặp nhau Kiên Giang? Đúng. Trên này. Ồ, vậy mà gặp nhau có một tuần mà sao đã vô với nhau rồi? Bởi vì con chị không có biết quen thằng này đâu, tại vì nó mới lên, chị không phải là chị nói con chị tốt, nhưng mà nó mới lên đây. Mà lý do là sao chị đi chị cũng không hiểu, bây giờ giờ đây chị không trong... Chị chăm hỏi chị được mấy người con? Chị ba người con. Bé này thứ mấy? Bé này Út. Ôi trời ơi, Út mà lại có tài nhất ha. Út đó em. Ê khổ. Chị đã đi tìm những đâu rồi? Chị đi tìm khúc mà nó đang ở đó. Ừ. Chứ chị cũng ở dưới quê, chị lên đây cũng đâu có biết đâu đâu. Ừ. Chị biết cái địa chỉ nó đang tạm trú ở làm công ty đó thôi. Con chị đi là có đem theo gì đi không? Quần áo nó thôi, chứ không đem gì hết. Đem cái quần áo đi. Đem quần áo thôi. Vậy là đang đi làm công ty về nhà lấy quần áo đi à? Dạ. Ôi giời. Kia cũng về ôm quần áo đi.
Ông tướng thì cũng ôm quần áo đi luôn à? Dạ. Thế là chị đã tìm hiểu là cái người thanh niên này có đến nhà chị nhà đúng con rồi, chị không? Chị không biết gì hết trơn á, chỉ là lên đây mấy anh nó đi điều tra nghe, mượn người này mượn kia hỏi gì đó là mới biết. Là tìm ra thông tin luôn. Là thông tin luôn. Rồi có hình luôn, có hình cái người con trai đó luôn. Vậy là con chị là từ khi lấy chồng là chưa bao giờ bỏ nhà đi hả? Chưa, mới lên đây làm lần đầu tiên luôn. Lần này đi luôn. Lần này lên làm mà phải lâu đâu mới mà được. Mà có con chưa? Con có chị có rồi. Con chưa? Có cháu rồi, cháu ngoại rồi. Cháu ngoại đúng không? Có rồi. Ôi trời ơi. Sao lại tuổi trẻ mà lại tài cao thế? Có cháu ngoại rồi, bởi vì giờ chị tuổi này người ta đang học mà đã có con rồi. Chị giờ chị nhờ mấy anh hiệp sĩ tiếp cứu giùm khổ cho cháu quá. Trẻ quá, nó còn nhỏ quá. Nhỏ này chưa có hiểu sự đời mà lấy dạ. Chồng có con rồi là cuộc sống áp lực lắm chị ơi. Bởi vì chị cũng không có lấy chồng khổ lắm. Giờ. Lấy chồng đâu mà là sướng đâu, đúng không? Dạ. Đôi khi vui với chồng nhưng mà đôi khi là kinh tế, cơm áo gạo tiền. Thiếu tiền, thiếu bạc, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gì đó là gặp người đàn ông khác người ta dụ. Dạ. Người ta đã có nhà đẹp, xe sang người ta dụ cái một mất tích con mẹ luôn. Giờ chị tội quá. Sao giờ kiếm con được rồi chỉ mong mấy anh giúp đỡ rồi kiếm con chị dùm đi giờ. Con chị tính ương bướng gì không? Không, ngoan hiền lắm, hiền ở xóm lắm ai cũng đều khen luôn. Ồ. Ngoan lắm, không ngỗ nghịch mà không đi chơi quậy phá xóm làng gì hết. Hiền lắm hả? Hiền lắm con, ơ cưng. Dạ. Không có chị, không phải chị phe con, chị nó rất là ngoan. Ai coi cả trên cộng đồng mạng này mà ở xóm chị là bảo đảm người ta khen. Chứ không phải là con chị đi đêm hôm gì hết. Nhưng mà lấy chồng sớm quá. Dạ. Rồi cảm ơn chị nhá, xíu tiếp tục em trò chuyện với chị. Rồi chào em trai. Dạ. Em cho anh biết em tên gì? Dạ, em tên Danh Thành. Danh Thành hả? Ủa thế mình là họ người Khmer hả? Dạ, người Khmer. Ồ, thằng nào toàn họ Danh hả? Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Em 19 tuổi. Nói chuyện lớn tiếng này em, 19 tuổi. Dạ, 19 tuổi. Ôi giời, 19 anh tưởng 30. Dạ. Em thì để lớn tuổi thế, sao lấy vợ thì là trẻ thế? Dạ. Mình yêu vợ lâu chưa, quen lâu chưa? Dạ, cũng quen cưới được 2 năm. Bây giờ 17 tuổi lấy vợ? Dạ. Trời đất quỷ thần ơi. Vậy liệu này là sớm nhất Việt Nam chưa? Hả? Em thấy là các bạn em lấy vợ chết chưa? Cũng nhiều anh. Đã lấy nhiều rồi. Em là lấy thứ trong bạn chơi với nhau, em là lấy thứ mấy? Dạ em cũng không biết nữa. Ôi giời ơi. Điểm danh hết lượt chưa? Lấy vợ hết chưa? Sao mình lấy vợ sớm vậy em? Em đang làm công việc gì vợ đâu? Mới lên làm công ty được nửa tháng à. Mới làm công ty nửa tháng à? Dạ. Sao em đi không để vợ ở quê mà em dắt vợ đi chi vậy? Vợ rủ lên rồi lên làm. Vợ dắt đi hả? Giờ... Vợ dắt em đi hay em dắt vợ? Dạ không, em chở vợ lên à. Nhưng mà hai vợ chồng có bàn bạc lên Bình Dương không? Dạ có. Mình có vui vẻ không? Dạ vui. Ồ. Trong cái thời gian sống với nhau 2 năm vừa qua là mình có hạnh phúc không? Dạ hạnh phúc. Vậy là con của em là trai hay gái? Dạ trai. Con em đang ở đâu? Con em vừa mới lên với bà ngoại được 2 bữa. Giờ đang ở bà ngoại 2 bữa hả? Dạ. Còn trước ở đâu? Chứ cũng với bà ngoại nuôi. Ồ, bà ngoại nuôi nuôi phụ hả? Lên đây chơi 2 ngày. Ồ, bà ngoại ôm lên đây chơi 2 ngày. Dạ. Ôi trời ơi, chắc bà ngoại biết được thông tin là vợ bỏ trốn thì bà ngoại ôm lên đây hả? Dạ không. Hay là lên chơi? Lên chơi. Lên chơi vô tình là thấy là mất tích luôn, mất con gái luôn. Dạ. Vợ em đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Dạ không. Tối về vợ em có nhắn tin cho ai không? Dạ không anh. Không luôn. Vợ em có xài điện thoại không? Dạ không, hai người xài có một cái điện thoại anh. Xài chung luôn? Dạ. Ôi, xài chung thì bí mật thì sao? Không có bí mật. Không có gì bí mật hả? Em cũng không biết cái đó. Em có đánh vợ bao giờ không? Dạ không. Sao mình không đánh vợ? Phải đánh em ạ. Không. Hả? Dạ không. Ôi, không đánh vợ, đánh vợ mới đi. Đánh thì vợ không đi, vợ sợ không đi. Em chắc em không đánh bao giờ là vợ mới đi đấy. Thế trước yêu bao nhiêu thời gian mà đã cưới rồi? Cái yêu... Yêu mấy năm mới cưới? Cưới mấy tháng là cưới. Ôi giời ơi, yêu nhanh vậy. Khổ quá. Vợ ông đi là có chia sẻ gì cho em không? Dạ không. Không nói gì nữa hả? Bữa giờ em đi làm, em cũng đi làm luôn rồi. Bữa trưa giờ em về là em đi làm ở chồng em không biết gì đâu. Đến khi em về em mở cửa là hết đồ luôn hả? Dạ em mở cửa ra rồi em thấy mất đồ hết rồi, ba ly đồ mất hết luôn. Mất hết luôn. Vợ ôm đi những cái gì em? Dạ ba ly màu hồng, toàn là quần áo không à. Quần áo của vợ? Quần áo với đồ trang sức thôi. Ôi lấy hết luôn, trang sức vàng nhiều không? Không, trang sức trang điểm á. Ôi đồ trang điểm. Dạ. Vợ em có ăn diện không? Hả? Ăn mặc đẹp không? Cũng đẹp. Thời gian gần đây ăn mặc đẹp? Trước không. Ở quê ăn mặc đẹp không? Cũng vậy, vợ em đó giờ mặc đẹp. Vợ ăn mặc đẹp hả?
Rồi em mới thấy mắc gì em mới xin chủ trọ coi camera rồi thấy vợ em chở đồ ra. Vợ đi bằng xe gì? Dạ không, lúc đó là vợ em đi công ty về buổi trưa là mượn xe anh của em. Ừ, về. Anh trai hả? Dạ, anh trai. Ừ. Về rồi mượn xe về rồi đem đồ đi rồi trả xe lại rồi tới trưa mất. Đó là vợ em đi làm công ty về mượn xe của anh trai của em. Dạ, buổi sau, trưa. Sau đó chở đồ đi, dạ. Đi đâu không biết, quay lại trả xe đàng hoàng, dạ. Xong rồi đi luôn. Ôi giời, vợ em vẫn chơi đẹp đấy, nhưng người khác lấy cả xe luôn. Vợ em trong người có tiền không? Dạ không anh. Không có tiền bạc gì hả? Dạ không. Đến giờ phút này em đã biết là vợ đi đâu chưa? Dạ chưa. Thế là mẹ vợ nói chuyện là đi với người đàn ông nào đó? Nói cho chú biết, mẹ nói là hình nó đi có người, có hình có ta đó nói. Người đàn ông nào? Thì, nghe nói thì em cũng hỏi được mà thông tin với người đó ở trong công ty. Ừ. Cái người làm chung với công ty với vợ em hả? Dạ. Ồ. Ê, cái người đàn ông bao nhiêu tuổi em biết không? Em cũng biết á. Thế mình tuổi thôi. Tuổi thì còn trẻ mà sao lại mới cưới nhau, mới yêu nhau thế này mà sao vợ lại đã bỏ đi rồi? Em cũng biết. Em có chửi vợ bao giờ không? Dạ không. Mình có thương vợ không? Dạ thương. Ồ. Em làm công ty giờ tháng được mấy triệu em? Dạ em cũng mới lên em cũng chưa biết anh. Lương khởi điểm là nhiêu? Lương cơ bản là 4 triệu 6, 8 triệu. Ồ. Công ty Du Long. Ồ, vậy cũng được. Tăng ca chắc 7, 8 triệu ha. Dạ. Ừ, chịu khó làm để nuôi con. Từ hôm vợ đi giờ thì em có buồn không? Dạ buồn. Buồn lắm hả? Em có mong muốn là hôm nay đăng video này vợ về không? Dạ muốn. Muốn hả? Trời ơi thương quá. 19 tuổi, 17 tuổi. Gái hơn 2, trai hơn 1. Ê khổ. Bây giờ em hãy nói điều gì đó để cho vợ em quay về với em đi. Nói lớn tiếng lên, em có yêu anh không, em có thương anh không, em đừng bỏ anh, về với anh với con đi. Anh còn yêu em nhiều lắm. Mình mới sống hạnh phúc chưa được bao nhiêu. Dạ em chỉ mong vợ em về với em thôi. Rồi sao em bỏ qua hết. Bỏ hết không? Dạ. Về quánh vợ không? Dạ không. Mình nói to lên cho vợ nghe, vợ em đang xem đó. Vợ ơi. Nói cho người ta biết. Nói chuyện với vợ đi, vợ em đang xem đó. Dạ, em nói chuyện y như lúc mà em nói chuyện y như cái thời điểm mà em đang yêu. Tỏ tình á? Ừ. Dạ ơi, về với anh đi. Anh chờ em mấy ngày nay anh buồn lắm. Thì em về với anh là được rồi. Mọi thứ anh bỏ qua hết. Anh thương yêu em. Anh thương yêu em. Ừ. Những gì mình hứa hẹn với nhau mình chưa thực hiện được về anh thực hiện nốt. Nói to lên. Bọn em còn yêu anh không? Sao em lại rời xa anh? Con đang khóc gọi mẹ kìa. Nói vô cảm xúc vô. Vợ em bỏ em thì em có buồn không? Dạ buồn. Buồn thì bây giờ nói làm sao đi? Không biết nói sao. Trời nói. Ơi, trước em dụ vợ em sao? Em dụ vợ hay vợ dụ em? Thầy yêu nhau là ai dụ ai? Ai tán ai nào? Bây giờ chỉ nhớ vợ thôi, chỉ muốn vợ về với em thôi. Nhớ thì em phải nói làm sao, vợ mới nhớ, vợ mới về chứ. Về với anh đi, con với anh đợi em về, nhớ em lắm. Khổ quá. Vợ chồng trẻ nay mà vợ đã bỏ đi rồi. Kinh tế gia đình ổn không em? Dạ cũng ổn anh. Mình vợ có đòi hỏi mua bán gì không? Dạ không. Vợ có đòi tặng gì không? Dạ không. Cái ngày mấy ngày lễ vừa rồi là vợ có đòi tình yêu tình nhân gì, vợ có đòi tặng gì không? Dạ không. Chỉ là em thương vợ em mua tặng vợ thôi. Ồ. Ồ quá. Bây giờ em không có đòi hỏi gì hết. Hôm nay em về đây em có hy vọng là vợ em sẽ về với em không? Có. Có hả? Đến giờ phút này chắc mệt mỏi lắm đúng không? Anh thấy mệt mỏi lắm rồi. Mẹ vợ thì khóc. Con của em giờ đang ở nhà gửi ai đây? Gửi với ông ngoại. Ông ngoại hả? Đấy, em còn may mắn hơn người khác được gửi ông bà ngoại đấy, ba mẹ vợ đấy. Nhiều chỗ không chỗ gửi luôn. Rồi cảm ơn em nhé. Rồi chào chị. Bây giờ hiện nay thì con rể chị cũng chia sẻ những cái câu chuyện, cảm xúc, những tình cảm của hai vợ chồng sống trong cái thời gian phải nói là cũng tương đối khá dài. Đến giờ phút này có một mặt con rồi mà không hiểu lý do nào đó mà con gái của chị mới đi làm công ty trong vòng một tuần thôi mà theo người đàn ông khác.
Chị ấy nói điều gì đó để cho con gái chị xem được. Con gái chị kìa, suy nghĩ lại để thương chồng, thương con và thương cha mẹ để quay trở về với gia đình đi chị. Ôi Quỳnh ơi, mẹ chỉ mong con coi được cái clip này con về đi con. Chồng con nó khóc mấy ngày nay chứ em Đạt nó khóc lắm con ơi. Mẹ không có nói gì hết trơn, mẹ tha thứ hết con à. Với con về thôi, về với gia đình đi con. Giờ mẹ không biết kìm con ở đâu ra. Con nghe được, con coi được, con về đi con. Mẹ không biết đó mấy con ơn con gái à Quỳnh ơi Quỳnh. Sợ nhất là chúng yêu đương, chúng dụ dỗ, chúng lừa, chúng sẽ bán con chị đi ấy. Con đi theo ai, con coi được clip này, con liên hệ, con kiếm đường, con thoát ra con ơi con. Ồ, quá nhỏ tuổi thế này mà đã có con rồi, đến giờ phút này này đã đi theo cái người đàn ông mà người vẽ đầy mực thế kia đi. Chồng con nó thương con lắm Quỳnh ơi Quỳnh. Nó làm nó cũng lo cho con thấy không, nó đâu có đi ăn nhậu bỏ ba con đâu. Không có lời ngon tiếng ngọt về con về, con đừng có đi theo người ta nữa con ơi con. Về với chồng với con đi. Chị và gia đình tìm hiểu thông tin con gái mất tích. Và sau đó cái người đàn ông đó cũng mất tích, tại công ty cũng mất tích luôn. Đúng rồi. Hai người mất tích cùng thời điểm luôn hả? Đúng rồi. Vậy chắc chắn là hai người có mối liên hệ rồi. Dạ. Có thể con chị say nắng say mưa người ta dụ dỗ con chị về với anh. Anh chỉ lui em, anh không cho bắt em làm gì cả. Nhưng người ta chỉ lừa thôi chị ơi, những lời ngon tiếng ngọt thôi. Bởi vì chị biết con chị nó nhỏ, nó khờ lắm, nó mới lên, nó nói chung ra là nó mới lớn đó. Nó chưa va chạm đời đâu. Mới lớn mà lên thành phố như này, khổ rồi. Nó chỉ yêu đương đồng bột rồi, nó gặp chồng nó chính thức thôi. Chứ chưa nó bao giờ nó lăng nhăng hết người này tới người kia. Gọi là mối tình đầu lấy mối chồng tình luôn. Đầu luôn. Mới lớn con chị đang đi học, vừa nghỉ học năm là đầu cưới gặp nhau luôn. Gặp nhau này, cưới nhau sớm quá. Mày xui gia vui vẻ, con cái hạnh phúc lắm, không có lời qua tiếng lại nặng nhẹ gì hết. Không có ai bên ai gì, chửi mái, không có chửi, không chửi mắng đứa nào hết. Ồ thật. Bây giờ nó lên đây là lời ngon tiếng ngọt, bây giờ chỉ coi cái clip này được rồi mẹ năn nỉ con về đi con. Con coi được giờ nào con kiếm đường con phải thoát liền giờ nấy. Con chị quay trở về gia đình mình còn giận con không? Không, chị tha thứ hết. Tại chị không có con, có đứa con gái gì nhất. Có một người con gái duy nhất hả? Ba đứa con mà hai thằng một người cha. Một bé gái. Dạ. Thương quá, trời ơi. Ông tướng này nè, nhìn mặt ông này là cô hồn rồi. Ông này không tốt lành gì đâu. Nó là chuyên gia đi dụ dỗ người ta. Ôi năm giời. Rồi nó đi dụ dỗ vợ người ta rồi. Ôi bị chém rồi hết một lần rồi đó. Đã dụ dỗ người ta dạ, bị chém rồi. Đi điều tra rồi. Ôi đi giời mới ôi. Dám đưa lên tin. Vậy ông tướng này ông đi dụ nhiều rồi. Mặt cô hồn biết ngay à. Ê, không rồi, tội quá. Bởi vì con em đi bữa nay nó 3 ngày em tranh thủ, em không có biết nhờ người ta giới thiệu em mới vô đây lên đây nhờ cộng đồng mạng với mấy anh hiệp sĩ cứu giúp giùm đời con em. Yeah. Rồi anh em sẽ cố gắng để tìm ra thông tin chính thức con chị đang ở đâu. Yeah. Chắc chắn là sẽ tìm được, còn con chị có về không thì em chưa dám hứa. Yeah. Bởi con chị là trên tuổi thành niên rồi, đặc biệt là con gái chị đã lấy chồng có con rồi. Yeah. Khổ quá, bỏ đi à. Để chồng bơ vơ à, con này. Con chị nào có uống sữa mẹ, bú sữa mẹ không? Bú sữa mẹ nhưng mà dứt sữa rồi. Ui giời. Hiện giờ nó ăn cháo với uống sữa thêm thôi. Chứ khổ. Dứt sữa mẹ hồi thôi nôi rồi là dứt sữa mẹ. Khổ. Tội nghiệp. Rồi chị muốn chia sẻ điều gì nữa không? Giờ chị lên tới đây, chị chỉ nhờ cộng đồng mạng với mấy anh hiệp sĩ là gắng cứu giúp cho cháu nó mau được về nhà với gia đình đoàn tụ với chồng con đó là chị mừng lắm rồi. Tội quá. Khổ. Bỏ chồng bỏ con thế này. Trong cái thời gian gần đây rất nhiều các chị em phụ nữ đang nghe những lời ngon tiếng ngọt của một số gã đàn ông, người ta dụ dỗ và nó rất khéo chị ạ. Có nhiều người sẵn sàng bỏ chồng bỏ con luôn. Em mới đăng tải cái thông tin ghi là có một em gái vì sống hai vợ chồng sống với nhau cũng mất là mấy mặt con rồi mà em gái lừa chồng mua ô tô để cho là mình làm chủ, một bà chủ thuê tài xế và ông tài xế là ông lái cả ô tô và ông lái cả bà chủ luôn. Giờ phút này ông lái ra thành phẩm là được đứa con được 2 tháng tuổi rồi, cuối cùng là ông anh trai kia giờ mất cả vợ, mất cả tài sản luôn, hơn 1 tỷ đấy. Thế khổ. Mà hai vợ chồng trước cũng thương yêu nhau lắm đấy, hạnh phúc lắm đấy. Thế mà bây giờ là các chị em mà thay đổi liên tục này, thời đại công nghệ lại thay đổi
thay chồng như thay áo này thì sao mà chống được. Nay mai vợ về em phải sống tốt hơn trước nhé. Ừ, thương yêu vợ nhiều hơn, đừng đánh đập, đừng có cãi chửi đi nhá. Vợ muốn đi đâu mình phải chở vợ đi, được không? Hai vợ chồng em có từng đi du lịch đâu không? Không, chở đi đây đi đó chơi thôi. Tại mới lấy nhau có con luôn thì đâu có thời gian đâu chở nhau đi. Yeah. Đúng nhà cưới nhau là em phải chở đi vợ đi khắp nơi tung hoành luôn. Ừ. Đi làm không? Đấy, thấy chưa? Lẽ là vợ em đi nhiều nơi thì vợ em biết chỗ rồi, vợ em không đi nữa. Còn vợ em chưa được đi giờ ao ước là ông tướng cánh kia ông ấy này dụ vợ em đi Đà Lạt, đi Mũi Né, đi Vũng Tàu, đi Phú Quốc, Kiên Giang đó thì này, mất vợ rồi. Ông ơi. Rồi anh cảm ơn em nhé. Rồi hôm nay gia đình mình hai mẹ con về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm con gái cũng như em trai tìm vợ. Thì hai mẹ con cho có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của mình lên tất cả trang mạng xã hội để tìm con gái không? Dạ có. Đồng ý không? Dạ. Rồi em xin phép được thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương em chúc gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng là trong những ngày sắp tới anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm đăng thông tin này. Hy vọng là con gái chị ở đâu đó xem video này, con gái chị sẽ quay trở về cùng gia đình chị nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện thông tin một em gái nhìn hình như trên thì lưu liên hệ giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858, anh em sẽ tìm cách để khuyên một người mẹ trẻ để quay trở về với chồng với con của mình. Dạ cuối video cho phép công Trần Tina thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.